Ở một vùng đất tuyết phủ trắng xóa, cư dân toàn là những chú chim cánh cụt. Wow, thật ngạc nhiên. Những bước chạy của chúng khá là dễ thương. Trải qua cuộc hành trình vô cùng kỳ thú, chứng minh được một điều: chỉ cần tự tin với chính mình, bạn có thể tạo ra sự khác biệt. Đón xem Chú Chim Cánh Cụt Vui Vẻ phát sóng lúc 14 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày mùng 2 Tết, trên Today TV.